Kính thưa quý vị và các bạn, như đã nói sau kỳ 1 với chủ đề Hiểu để hành động, hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xây dựng tọa đàm kỳ 2 của Khơi dậy tiềm năng với chủ đề Gỡ nút thắt về quản lý đất đai và quy hoạch. Chương trình làm nhằm rõ hơn vai trò của Nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được Quốc hội ban hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, cũng như chương trình hành động và lộ trình thực hiện cụ thể các nội dung của cơ chế dành cho thành phố Cần Thơ được ban hành trong nghị quyết. Và như là kỳ đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về Nghị quyết 45. Và hôm nay và những kỳ tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào từng cơ chế cụ thể được quy định trong nghị quyết. Và tọa đàm ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề về quản lý đất đai và quản lý quy hoạch. Cho nên chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay các vị diễn giả cùng chúng ta xây dựng một tọa đàm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Và đối diện Minh Đức đây đó là Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế, nguyên vụ trưởng vụ kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Và xin trân trọng cảm ơn ba vị diễn giả đã dành thời gian đến với tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi đến với từng nội dung cụ thể của cơ chế quản lý đất đai và quản lý quy hoạch, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Quản lý đất đai và quản lý quy hoạch thuộc Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đây là hai trong sáu nhóm cơ chế chính sách đặc thù được quy định tại nghị quyết này. Nội dung cơ chế về quản lý đất đai được quy định như sau. Hội đồng Nhân dân thành phố được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 hectare theo ủy quyền của Thủ tướng. Việc quyết định quyền mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai, lấy ý kiến của người dân, người chịu tác động. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố quy định. Đối với cơ chế về quản lý quy hoạch được quy định, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Dần đó là vấn đề về quản lý đất đai và quản lý quy hoạch theo Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Vậy thì việc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô lên đến 500 hectare theo ủy quyền của Thủ tướng sẽ giải quyết được vướng mắc gì so với trước đây? Và câu hỏi đầu tiên này xin được hỏi ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xin mời ông ạ. Có thể nói là nghị quyết 45 của Quốc hội ban hành là ủy quyền cho thành phố Cần Thơ là quyết định chuyển mục đích sử dụng lúa hai vụ mà dưới 500 hectare. Yeah. Thì có thể đây là một cái bước đột phá hết sức quan trọng. Nó tạo điều kiện cho thành phố Cần Thơ chủ động hơn trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hai vụ. Và nó cũng bên cạnh đó thì việc mà chủ động thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Và giải quyết được cái vấn đề này thì đồng nghĩa với việc là công trình dự án sẽ được sớm triển khai. Dạ. Qua đó thì nó phát huy được cái hiệu quả vốn đầu tư. Dạ. Nhưng ạ, thế thì còn quản lý quy hoạch thì có ý nghĩa như thế nào ạ, thưa ông Mai Như Toàn ạ? Thầy nói là thành phố Cần Thơ là thành phố là trực thuộc trung ương. Dạ. Cho vậy thì cái việc điều quy hoạch chung được phê duyệt thì phải thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Yeah. Thì việc do vậy thì việc điều chỉnh quy hoạch thì cũng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, mặc dù đó là điều chỉnh cục bộ. Thì quy hoạch chung và quy hoạch đô thị nói riêng thì về bản chất thì nó là công tác dự báo là phát triển trên một vùng lãnh thổ và trong cái giai đoạn nhất định. Yeah. Do vậy thì quy hoạch được duyệt là cơ sở để địa phương
là triển khai các cái vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng cũng như đầu tư phát triển cho các hoạt động quản lý cũng ở trong một thời gian là một cách có kế hoạch. Thì với bối cảnh thành phố Cần Thơ là cái thành phố là trực thuộc trung ương thì các dự báo mặc dù và đồng thời cũng là trung tâm vùng đó, thì các dự báo mặc dù cũng đã được nghiên cứu và rất kỹ lưỡng để mà đưa vào các dự báo cho các kịch bản phát triển của thành phố. Tuy nhiên thì trong thực tiễn thì nó cũng có những cái vấn đề là phát sinh mới là xảy ra trong thực tiễn. Do vậy thì trong những năm qua thành phố Cần Thơ cũng có nhiều nội dung mà trong các dự báo chúng ta chưa dự báo tới. Do vậy thì một số trường hợp thì cũng cần phải điều chỉnh là cục bộ đô thị. Thì theo quy định hiện nay thì có quá trình mà quy hoạch thực hiện cái việc mà điều chỉnh cục bộ quy hoạch thì nó cũng có nhiều qua phải qua nhiều bước, qua nhiều tầng nấc. Do vậy có đôi khi nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thành phố. Nghĩa là nó không kịp thời và nó cũng chưa có đáp ứng được các yêu cầu. Do vậy thì quá trình thực hiện này điều chỉnh cục bộ theo quy định pháp luật hiện hành thì có thể ảnh hưởng đến cái việc mà tiến độ thực hiện là các cái công việc mà của thành phố là dự kiến. Thì đây là cái lý do mà thành phố Cần Thơ thì cũng xin và được Quốc hội là cho cái cơ chế đặc thù là về quy hoạch. Thì việc Quốc hội là cho phép là thành phố Cần Thơ thì được thí điểm về cơ chế là được phê duyệt cái điều chỉnh cục bộ quy hoạch thì nó góp phần, nó có ý nghĩa rất quan trọng cho thành phố. Có bốn nội dung. Cái thứ nhất thì nó mang tính kịp thời và chúng ta nắm bắt được thời cơ. Cái thứ hai nữa, nó cải thiện môi trường đầu tư. Cái thứ ba nữa là nó kịp thời, là nó tháo gỡ cái điểm nghẽn của thành phố Cần Thơ ở trong cái việc mà kêu gọi và thu hút đầu tư. Và vấn đề thứ tư nữa là nó khơi thông cái nguồn lực trong xã hội để mà có thể là đầu tư phát triển cho thành phố. Đặc biệt là trong bối cảnh thành phố cũng vừa phê duyệt, trong bối cảnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng vừa phê duyệt là kế hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng ta sẽ kịp thời những cái vấn đề gì của thành phố mà chưa phù hợp với quy hoạch vùng thì chúng ta kịp thời có thể điều chỉnh cục bộ lại để chúng ta thu hút đầu tư và khơi thông nguồn lực. Đây là một cái ý nghĩa rất quan trọng đối với lại cái điều chỉnh cục bộ và chung của thành phố. Xin cảm ơn ông Mai Như Toàn ạ. Rõ ràng chúng ta có thể thấy là qua ý kiến từ Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng thì chúng ta thấy được hai cơ chế này rất là quan trọng. Và đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Cần Thơ của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên được công bố và đảm bảo chiến lược phát triển phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vậy thì thưa Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, Tiến sĩ nghĩ như thế nào về vai trò của hai cơ chế này đối với thành phố Cần Thơ ạ? Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ là một cái gói cơ chế chính sách đồng bộ và nó được tích hợp từ những vấn đề quan trọng bức xúc nhằm tạo cái tính chủ động cho thành phố trong quá trình phát triển. Và cái cơ chế chính sách đặc thù về quản lý đất đai và quy hoạch là hai trong sáu cái nhóm cơ chế chính sách đó, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tạo cái tính chủ động nhưng mà đồng thời nó được kỳ vọng là tạo ra một cái không gian phát triển mới, một cái nguồn lực đầu tư mới, một cái động lực mới cho thành phố trong quá trình phát triển. Đặc biệt cái không gian phát triển mới đó nó có được từ cái việc mà chủ động từ cái thực tiễn phát sinh để có thể thành phố có cái thẩm quyền từ cái sự phân cấp của Thủ tướng Chính phủ cho cái việc là quyết định phê duyệt cái việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đối với các phân khu chức năng và các điều chỉnh cái đô thị theo những cái phân khu chức năng. Thứ hai là cái động lực mới nó sẽ mang lại từ nguồn lực đất đai được xem là một cái dư địa còn có thể khai thác rất là tốt. Đất đai không chỉ là một cái tài nguyên tự nhiên mà nó có thể trở thành một cái nguồn lực tài chính, nguồn lực cho phát triển khi mà những cái quy hoạch nó hợp lý, nó sẽ thu hút được các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế tư nhân, nó tạo ra một cái môi trường sống tốt hơn, tạo ra một cái môi trường để người ta sản xuất kinh doanh, người dân sản xuất kinh doanh tốt hơn, nó mang lại những cái nguồn lực mới và đó là sự kỳ vọng trong tương lai khi mà thành phố
được áp dụng thí điểm cái cơ chế chính sách đặc thù này, nhìn từ hai cái cơ chế là quản lý đất đai và quy hoạch. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Và để cụ thể hóa nội dung nghị quyết 45, cụ thể là điều 5 về quản lý quy hoạch, vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định số 15 về quy định thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Đây rõ ràng là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố Cần Thơ của chúng ta triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này. Theo đó, ngoài phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, quyết định số 15 cũng quy định rõ về trình tự thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung với 6 bước sau. 1. Lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. 2. Tổ chức lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. 3. Tổ chức thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. 4. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. 5. Cập nhật công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo quy định. 6. Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo hình thức gửi quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Hội đồng Nhân dân cung cấp. Dần dò qua những quy định vừa rồi của quyết định số 15 với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện cơ chế quản lý quy hoạch, thì theo Sở Xây dựng thì Sở đã triển khai thực hiện công việc này như thế nào, thưa ông Mai Như Toàn? Thưa quý khán giả, thì sau khi mà Quốc hội ban hành cái nghị quyết 45 của Bộ Chính trị liên quan đến công tác là quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch, thì được sự chỉ đạo của thành phố thì ngành xây dựng cũng đã chủ động phối hợp cùng với Bộ Xây dựng và các ngành cơ quan có liên quan của Trung ương để mà xây dựng, và sau đó thì được Thủ tướng Chính phủ là phê duyệt tại quyết định số 15 ngày 27 tháng 5 năm 2022 để mà quy định liên quan đến vấn đề là trình tự thủ tục là phê duyệt điều chỉnh cục bộ. Thì chúng ta thấy có 6 bước, thì thật ra thì nói là mặc dù là ủy quyền là phân cấp về cho thành phố phê duyệt, nhưng mà cái quy trình nó cũng thực hiện là hết sức chặt chẽ. Có nghĩa là phải đảm bảo tất cả một cái yếu tố, nhưng mà nó sẽ rút ngắn hơn được một số quá trình, số khâu, số công đoạn. Nhưng về mặt trình tự thủ tục thì cũng rất là minh bạch và công khai. Thì đối với thành phố Cần Thơ thì Sở Xây dựng thì được giao là chủ trì để mà triển khai cái cơ chế này. Thì vừa qua thì vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được là phê duyệt cái quy hoạch chung tổng thể. Do vậy thì hiện nay thì Sở Xây dựng cũng đang chủ động phối hợp với lại các ngành, là các cấp cũng như ra soát lại cái sự tương thích giữa cái quy hoạch của thành phố và các cái quy hoạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long, các quy hoạch khác có liên quan mà đã vừa mới được phê duyệt, để mà xem những cái vấn đề gì phù hợp, những cái vấn đề gì tạo động lực phát triển cho thành phố, để chúng ta có sự chủ động trước ngay từ ban đầu để mà có thể là trình để mà có việc điều chỉnh cục bộ, để tạo cái động lực, tạo sự chủ động của thành phố trong phát triển. Bởi vì chúng ta biết là nghị quyết 45 thì nó cũng chỉ có vài năm thôi. Như thế thì chúng ta phải tận dụng cái cơ hội ở trong cái thời gian này để chúng ta rà soát, xét xét lại, và không nói gì khác hơn, đó là sự chủ động, đó là sự thích ứng, và đó là sự tự rà soát để mà chúng ta có thể là thực hiện cái việc là tận dụng cái cơ hội trong cái nghị quyết 45 cho phép thành phố Cần Thơ trong cái việc điều chỉnh cục bộ các bạn. Xin cảm ơn Mai Như Toàn ạ. Thế thì còn về vấn đề quản lý đất đai thì chúng ta đã có những bước thực hiện ra sao ạ? Câu hỏi này xin được dành cho anh Nguyễn Chí Kiên ạ. Có thể nói là sau khi nghị quyết 45 của Quốc hội ban hành thì tiếp theo đó thì Thủ tướng Chính phủ có ban hành quyết định số 10. Quy định về trình tự thủ tục cái chuyển mục đích sử dụng đất lúa, thì để chủ động hơn trong cái việc thực hiện cái nghị quyết này thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ba cái quyết định hết sức quan trọng. Thứ nhất là cái quyết định về cái thành lập cái hội đồng thẩm định đất trồng lúa, và song song đó thì cũng đã ban hành cái quy chế hoạt động của hội đồng này. Thì như vậy thì cũng chưa đủ, thì Sở tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành một cái quyết định là quy chế phối hợp giữa các sở ngành có liên quan trong việc thẩm định đất trồng lúa. Thì như vậy thì song song với ba cái quyết định này thì nó sẽ tăng cái trách nhiệm của từng sở ngành lên đó. Do đó là từ chỗ đó thì nó có thể giải quyết được tốt
những vấn đề mà liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 hecta thuộc thẩm quyền của từng sở ngành. Yeah. Bởi cái lý là chuyển mục đích trồng lúa thì nó còn liên quan đến cái ngành nông nghiệp, rồi ngành xây dựng, rồi kế hoạch đầu tư. Thì đó là cũng thể nói là để chủ động thì sở cũng đã tham mưu thành phố và ban hành những cái quyết định như thế. Thì hiện nay thì khi mà triển khai các công trình dự án mà có sử dụng đất lúa thì mình có thể tổ chức thẩm định ngay và trình tự thủ tục thì thực hiện đúng theo cái quyết định số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Yeah. Rõ ràng là chúng ta chỉ có thời gian 5 năm, như là như chia sẻ của ông Mai Như Toàn, là thời chúng ta rất là gấp rút và rất là áp lực khi mà để thực hiện hiệu quả nghị quyết này. Vậy thì theo tiến sĩ Hiệp, vấn đề quan trọng nhất mà Cần Thơ cần phải lưu tâm là như thế nào ạ? Rõ ràng là những vấn đề mà liên quan đến đất trồng lúa là những vấn đề nó nhạy cảm. Yeah. Nó trực tiếp mà tác động ảnh hưởng đến một cái nhóm đối tượng mà thường là yếu thế trong cái quá trình phát triển, đó là nông dân. Yeah. Cái việc này nó còn liên quan đến một chính sách hết sức quan trọng của quốc gia, đó là chính sách đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Và còn nhìn rộng ra thế giới, đó là an ninh lương thực thế giới. Mà Việt Nam chúng ta là một nước xuất khẩu nằm trong top 3 các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Vì vậy mà hai cái lĩnh vực mà được áp dụng cái cơ chế thí điểm đặc thù là quản lý đất đai và quy hoạch, như hai vị từ hai sở chuyên ngành, chúng ta thấy mặc dù là ủy quyền nhưng mà nó có những cái trình tự thủ tục hết sức quan trọng, và điều chúng ta là phải làm sao nhanh chóng để kích hoạt cái cơ chế đặc thù này. Mà chúng ta biết rằng trong cái bối cảnh hiện nay, Cần Thơ cũng đang đứng trước những cái thách thức để thực hiện cái cơ chế đặc thù này. Chúng ta biết là luật đất đai trong cái quá trình mà được sửa đổi bổ sung theo cái định hướng của nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, và hiện nay những vấn đề mới cũng đang được thảo luận, và khả năng những vấn đề mới nó phát sinh trong thực tiễn, nó liên quan đến định giá đất, nó liên quan đến thẩm quyền phê duyệt vân vân rất nhiều. Tương tự như vậy thì cái việc mà đảm bảo thực hiện hai cái lĩnh vực này nó còn liên quan đến những cái nội dung và căn cứ để thực hiện. Để vận hành cái cơ chế là quản lý đất đai và xây dựng thì thành phố Cần Thơ cần có cái kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Thứ hai là cần phải có cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời kỳ mới, và nó đáp ứng được cái quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được công bố. Và vấn đề này chúng ta đang dự thảo. Thì rõ ràng chúng ta phải tăng tốc hơn. Và theo quy định của luật quy hoạch mới á, thì ở cấp địa phương, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ ban hành cái quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội thôi, chứ không phải ban hành cái quy hoạch theo chuyên ngành xây dựng hay là giao thông, nông nghiệp nữa. Vì vậy cái quy hoạch mà phát triển kinh tế xã hội của thành phố ở giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đó, phải tích hợp được những cái ngành vào đây, trong đó có đất đai, có xây dựng, và đặc biệt là tích hợp cả những cái quy hoạch chuyên ngành của quốc gia về giao thông, về xây dựng, về thủy lợi, kể cả những vấn đề về năng lượng. Trong đó Cần Thơ được xác định là trung tâm của vùng trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy đó là một cái thách thức rất lớn, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Ngoài cái việc là phải quán triệt trong nội bộ, còn tạo cái sự đồng thuận, tức là quán triệt trong nội bộ từ cấp trên đến cấp dưới, đến tận cơ sở, và vận động để người dân đồng thuận, hưởng ứng, thì cần chuẩn bị tốt lực lượng và những cái quy trình thủ tục đảm bảo để cho việc thực hiện những cái cơ chế mới này nó không phát sinh những cái sai sót, mà nó đảm bảo được cái yêu cầu của thực tiễn mới đặt ra. Xin cảm ơn ý kiến từ tiến sĩ Hiệp ạ. Rõ ràng là phân cấp thẩm quyền cho địa phương trong việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo quy định là một giải pháp để tháo gỡ khó khăn và đồng thời tăng sự linh hoạt xuất phát từ cơ sở thực tiễn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại vì sao việc ban hành nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho thành phố Cần Thơ là cần thiết.
Trình bày tờ trình của Chính phủ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Thành phố Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, có vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mang những đặc trưng cơ bản của một trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội và là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong, đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng, với vị trí là giao điểm của hai trục kinh tế đô thị năng động nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long là trục hành lang Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và trục sông Hậu Thành phố Hồ Cần Thơ, đang đóng một vai trò đầu mối giao thông quan trọng cả về đường bộ, đường thủy, đường hàng không và là địa bàn trọng yếu chiến lược về quốc phòng an ninh của cả vùng. Nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của cả vùng về dịch vụ, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao và là đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị đã định hướng cho phép xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp với năng lực của thành phố và có tính tương đồng với các thành phố trực thuộc trung ương khác trong cả nước. Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ dù đã có những bước phát triển nhất định nhưng vẫn chưa phát huy hết vai trò và vị thế của mình. Tại nghị quyết số 59/NQ-TW ngày 5 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã chỉ ra cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố chưa đủ mạnh để tạo ra động lực mới cho phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư, chưa tạo ra nguồn lực lớn để tạo sự phát triển đột phá. Quốc hội có cái quyết định, có cơ chế đặc thù là như mong muốn thì tin tưởng rằng Cần Thơ sẽ phát triển, và qua đó đó thì để mà Cần Thơ đi lên và có cái tác dụng tích cực thúc đẩy cho cái đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Tôi cho rằng là rất là phù hợp với nguyện vọng, tâm tư nguyện vọng của người dân Cần Thơ và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Thật sự mà nói thì không chỉ là cái cơ chế đặc thù này dành cho Cần Thơ, nhưng mà tôi nghĩ là chính cái chỗ này có cái cơ chế đặc thù này thì nó sẽ lan tỏa, nó sẽ giúp cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển nhanh hơn trong cái thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng là với những cái cơ chế này, nó là một cái động lực, là một cái chất xúc tác để cho thành phố Cần Thơ phát triển thực sự, nó là một cái trung tâm của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, và nó không chỉ là xứng đáng với tiềm năng mà nó phải thực sự là dẫn đầu ở các khu vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Với sự phát triển của thành phố Cần Thơ hiện nay thì một trong những cái vấn đề mà để tạo động lực đó là Đảng, Nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo thành phố cũng đã tạo rất nhiều điều kiện, những cơ chế đặc thù để cho nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó có những cái cơ chế để thúc đẩy tạo điều kiện động lực cho trí thức trẻ thành phố có nhiều cái điều kiện để cống hiến hơn cho cái sự phát triển chung của thành phố. Khi mà Quốc hội đã vừa thông qua 6 cơ chế đặc thù cho thành phố Cần Thơ thì đó được xem như là một cái động lực nữa để thúc đẩy những cái cơ chế riêng biệt cho thành phố Cần Thơ để phát triển riêng những cái tiềm năng của mình. Thì đối với đội ngũ trí thức trẻ của thành phố trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng như là những đồng chí trí thức trẻ khác cũng sẽ tiếp tục cống hiến sức mình, nghiên cứu, trao dồi những kinh nghiệm, những kỹ năng, những kiến thức chuyên môn để có thể là chung tay góp sức cùng sự phát triển chung của thành phố. Nghị quyết 45 của Quốc hội được ban hành chính là cơ sở để thành phố Cần Thơ gỡ những nút thắt về cơ chế vẫn tồn tại lâu nay.
Và trở lại câu chuyện của trường quay chúng ta ngày hôm nay với đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường ạ. Thưa ông, trong lộ trình thực hiện cơ chế quản lý đất đai và cụ thể là vấn đề mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, thì dư luận quan tâm là liệu nó có ảnh hưởng đến người nông dân hay không, bởi đây là lực lượng trực tiếp sản xuất và chúng ta đảm bảo sự hài hòa lợi ích chung này như thế nào khi triển khai thực hiện ạ, thưa ông? Có thể nói là như ban đầu đấy, dạ, thì cái nghị quyết 45 của Quốc hội ban hành là nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho thành phố Cần Thơ trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 500 hectare. Dạ. Nhưng mà nói như thế là không có đồng nghĩa là mình muốn triển khai như thế nào thì mình triển khai. Nhưng nó phải đảm bảo một cái nguyên tắc, khi triển khai các công trình dự án thì phải đảm bảo cái nguyên tắc là phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch xây dựng và đặc biệt là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đây là một vấn đề tiên quyết là bắt buộc phải làm như thế. Cái thứ hai là một cái nguyên tắc nữa là hết sức quan trọng là cái việc chuyển mục đích đất trồng lúa đó phải đảm bảo nằm trong chỉ tiêu phân khai của chính phủ trong cái kỳ quy hoạch. Có nghĩa là không được phép là chuyển lớn hơn cái diện tích mà được chính phủ cho phép. Như hồi nãy tiến sĩ Hiệp cũng đã có nói là người nông dân là cái đối tượng yếu thế. Việc thu hồi đất nông nghiệp là cái tác động đến cái người sản xuất nông nghiệp. Do đó là vấn đề này thì trong luật đất đai năm 2013 đó, thì cũng đã có cái quy định là khi thu hồi đất nông nghiệp thì phải có cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. Thì để cụ thể hóa vấn đề này đó, thì Cần Thơ, thì Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố Cần Thơ ban hành cái quyết định là có cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho cái đối tượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. Với cái nguyên tắc là khi cái người thu hồi đất đó, bị thu hồi đất đó, thì sau khi bị thu hồi thì có cái đời sống là bằng hoặc tốt hơn trước khi bị thu hồi đất. Thì cái vấn đề này á, thì để làm tốt cái vấn đề này thì trước khi mà tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành đấy, cái quyết định này á, thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân quận huyện với Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thì trước khi triển khai dự án thì phải tổ chức họp dân rồi lấy ý kiến tác động của người dân để nắm lại cái tâm tư nguyện vọng của người dân khi bị thu hồi đất thì có tác động như thế nào. Từ đó mới đề xuất một cái chính sách mà nó phù hợp để cho cái người bị thu hồi đất người ta an tâm hơn sau khi có bị thu hồi đất. Vấn đề này thì nãy tiến sĩ Hiệp cũng có đề cập đúng không ạ? Về vấn đề mà địa phương có thể tự quyết diện tích lên đến 500 hectare thì đâu là lý do mà chúng ta nói rằng đó là nó ký nghĩa quan trọng cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ, thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ? Cái ý nghĩa quan trọng của những cơ chế chính sách đặc thù nói chung và hai cái cơ chế chính sách đặc thù về quản lý đất đai và quy hoạch đã được làm rõ trong cái tờ trình của chính phủ cũng như cái thảo luận và cái quyết định của Quốc hội rồi. Vấn đề ở đây là chúng ta nhận thức nó và chúng ta triển khai thực hiện trong thực tế. Thì rõ ràng là những vấn đề này trong thực tiễn thì có cái cách tiếp cận có thể khác nhau. Bởi vì cái việc mà chuyển đổi đất trồng lúa đó, có người thì kiên quyết phải bảo vệ, có nhóm ý kiến thì cần phải chuyển để phục vụ cái nhu cầu phát triển. Đặc biệt là trong bối cảnh của thành phố Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, là cái địa phương mà có tốc độ đô thị phát triển cao trong vùng. Cái nhu cầu nó bức xúc, sử dụng đất rất là bức xúc, và muốn tạo ra cái không gian mới, cái nguồn lực mới thì phải có một cái cách làm nó khác. Và cái cơ chế chính sách đặc thù này là để giải quyết cái đó, để gỡ cái nút thắt và tạo ra cái động lực mới, thì cái cách làm là quan trọng. Vì vậy những cái ý kiến mà thành phố Cần Thơ đã tính toán trong cái việc mà ban hành chỉ thị rồi giao nhiệm vụ cho các sở ngành chuyên môn, các địa phương để tham mưu cho các cấp của chính quyền để làm cái việc này, và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một là cái chỉ thị số 10 liên quan đến cái việc chuyển đổi đất trồng lúa, và quyết định số 15 liên quan đến cái phân cấp cho các địa phương, trong đó có Cần Thơ, Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hóa,
trong việc quyết định cái điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng và điều chỉnh các phân khu chức năng trong cái đô thị, thì rõ ràng điều này là hết sức quan trọng. Nó phụ thuộc vào cái việc chuẩn bị như thế nào, sự nỗ lực tăng tốc với cái tiến độ thời gian mà mình được giao là thực hiện thí điểm, cũng như là cái hiệu quả thực tế. Cảm ơn Tiến sĩ Hiệp ạ. Xin trở lại với Giám đốc Sở Xây dựng, ông Mai Như Toàn. Được biết là hiện nay thành phố Cần Thơ chúng ta đang khẩn trương để lấy ý kiến quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thì cái điều này có ý nghĩa như thế nào đối với thực hiện cơ chế quản lý quy hoạch theo Nghị quyết 45 ạ? Thì thành phố Cần Thơ thì hiện nay cũng đang lập cái quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ là 21-30 và tầm nhìn đến năm 2050. Thì hay còn gọi là cái chỗ này là cái quy hoạch tích hợp hay là quy hoạch tỉnh. Là cái quy hoạch mà kinh tế xã hội xưa đó bây giờ là tích hợp, như Tiến sĩ Hiệp đã nói. Tức là quy hoạch này là tích hợp là các ngành quy hoạch, các ngành trước đây chúng ta quy hoạch lẻ mẻ rồi nó không có sự tương thích. Nay chúng ta sẽ tích hợp vào trong một cái bản đồ quy hoạch để chúng ta định hình thành phố là phát triển. Và hiện nay thì Sở Kế hoạch Đầu tư thì đang được giao để mà thực hiện cái vấn đề này, lập cái công tác quy hoạch này. Và một cái điểm nữa thì hiện nay thì cũng đang lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân có liên quan. Chúng ta cũng đang đi đến là cái bước, những bước cuối cùng để chúng ta có thể trình ra cho chính phủ phê duyệt. Thì như đã nói ở trên thì cái quy hoạch là tích hợp, là hay gọi là quy hoạch tỉnh, thì đây là một cơ sở để mà thành phố xác định cái công việc là phải thực hiện những vấn đề gì, cái nguồn lực thực hiện như thế nào và cái lộ trình thực hiện ra sao. Và điều đặc biệt của cái quy hoạch tích hợp này hay gọi là quy hoạch chung thành phố thì nó lại là giải quyết hài hòa các mối quan hệ của các ngành các cấp ở trên một cái định hướng chung và tìm tiếng nói chung trong quy hoạch. Mà từ hồi nào tới giờ khi chúng ta lập các quy hoạch riêng lẻ thì nó bị mâu thuẫn, nó chồng chéo, nó giẫm đạp lên nhau, cuối cùng nó trì kéo sự phát triển. Thì song song và sau quy hoạch tỉnh thì thành phố hiện nay cũng đang lập lại cái nhiệm vụ, cái điều chỉnh là tổng thể quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. Thì cái quy hoạch này thì thực hiện theo tinh thần của luật quy hoạch đô thị đã được một trong năm loại hình quy hoạch đó. Thì về nhờ mặt nhiệm vụ thì thành phố cũng đã thông qua hội đồng dân và trình với lại ra trung ương, nghĩa là Bộ Xây dựng đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch này. Thì việc lập điều chỉnh quy hoạch này đó thì có thể nói đây là cái quy hoạch mà gọi là quy hoạch đô thị, nghĩa là sau cái quy hoạch tích hợp chúng ta gọi, tức là nó thể chế quá đi, nó phân vùng phát triển và phân bổ không gian phát triển đô thị trên một cái vùng lãnh thổ của chúng ta. Như vậy thì bây giờ nói gì nói thì công việc này thì nó cũng có một cái sự độ trễ nhất định. Như vậy thì bây giờ trong các năm của nghị quyết 45 hiện nay chúng ta là được cơ chế đặc thù điều chỉnh cục bộ, mà sau khi quy hoạch tỉnh, tức là quy hoạch chúng ta nói là quy hoạch chung thành phố Cần Thơ thời kỳ 21-30 được phê duyệt, cái quy hoạch đô thị thì chúng ta lập sao, như thế thì chúng ta sẽ tận dụng, nghĩa là cái chủ yếu của chúng ta là ra soát lại sau khi quy hoạch tỉnh được duyệt, và cái vấn đề nào chúng ta phát hiện ra quy hoạch tỉnh nó đã được phê duyệt rồi, chúng ta rà soát đánh giá rồi, mà cái quy hoạch chung đô thị hiện nay của chúng ta là chưa có điều chỉnh kịp thời, thì chúng ta sẽ tận dụng cái nghị quyết 45 để chúng ta điều chỉnh cục bộ lại các khu vực đó, nhưng mà đều phải đảm bảo là phù hợp với quy hoạch tỉnh. Thì đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng đã nói ban đầu, tức là chúng ta đang tranh thủ thời gian, chúng ta tranh thủ một cơ hội để chúng ta tận dụng tốt nhất cái nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù liên quan đến phân cấp điều chỉnh cục bộ để chúng ta phục vụ sự phát triển của thành phố. Bởi vì bao giờ cũng vậy, cái quá trình lập quy hoạch nó có một độ trễ nhất định, trong khi cái nhu cầu đầu tư và sự phát triển không thể chờ đợi chúng ta. Khi mà thực hiện thì đâu là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm về điều này ạ, thưa ông Mai Như Toàn? Về vấn đề mà liên quan đến cái việc mà thực hiện cái việc mà liên quan đến nhiều đối tượng, liên quan đến những cái vấn đề khác nhau. Như thế thì cái vấn đề gì? Trong cái luật quy hoạch, dù quy hoạch nào cũng vậy, cái điều vấn đề là cái vấn đề là công khai minh bạch. Rồi và lấy ý kiến của các đối tượng tác động. Thì đây là cái vấn đề, nếu chúng ta thực hiện cái vấn đề này nó kỹ lưỡng, nếu chúng ta thực hiện vấn đề này nó là sát với thực tế và chúng ta thực hiện là đúng theo quy định pháp luật, thì tôi nghĩ là cái vấn đề công khai minh bạch và vấn đề lấy ý kiến tác động của các đối tượng có liên quan, đây là một cái vấn đề mà trong quá trình lập quy hoạch hoặc này chúng ta phải nghiên cứu thấu đáo và chúng ta phải làm kỹ vấn đề này. Thế thì còn vấn đề quản lý đất đai như thế nào thưa ông Nguyễn Chí Kiên ? Hiện nay thì cũng như chỗ anh Toàn giám đốc xây dựng cũng vừa phát biểu, cái vấn đề nâng cao chất lượng quy hoạch và cái công khai minh bạch quy hoạch là vấn đề hết sức quan trọng. Và
cũng như đã tôi vừa nói đó, thì hiện nay thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với khu vực đô thị mà cụ thể là quận huyện, các cái quận của thành phố Cần Thơ mình ấy, thì không lập quy hoạch sử dụng đất nữa mà chỉ là lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, 5 năm và hàng năm thôi. Do vậy như tôi nói là cái chất lượng quy hoạch là phải được nâng lên. Bởi vì cái việc mà điều chỉnh bây giờ nó là quy hoạch tích hợp, thì việc điều chỉnh quy hoạch tích hợp là nó mất nhiều thời gian. Do đó là hiện nay thì để xác định được cái việc là nâng cao chất lượng quy hoạch là một cái việc hết sức quan trọng. Do đó là sở thì cũng đang tích cực cùng với sở xây dựng, cùng với sở kế hoạch đầu tư và các cái quận huyện đấy, để khi mà thực hiện các cái quy hoạch mà cụ thể là các công trình trên địa phương đấy thì đảm bảo cái tính khả thi. Khả thi có nghĩa là không thể quy hoạch ở để đó mà phải có không có giai đoạn quy hoạch là phải được triển khai thực hiện. Như vậy thì nó vừa là nó nâng cao được cái hiệu quả sử dụng đất, giảm được cái tác động đến cái người dân. Thì còn để cho người dân góp ý cái này thì tôi cũng đã thống nhất rất là cao với ý kiến của anh Toàn, bà sở cũng đang triển khai cái việc này là tất cả những cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là phải được lấy ý kiến tác động của người bị ảnh hưởng. Dạ, và trong đó là đặc biệt là cái người dân mà trực tiếp sản xuất trên nông nghiệp. Dạ. Xin cảm ơn anh Nguyễn Chí Kiên ạ. Mình Đức xin thêm ý kiến từ tiến sĩ Hiệp ạ, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta cần áp dụng cái vấn đề này và cũng là tương đối mới nữa. Thì theo ý kiến của tiến sĩ Hiệp như thế nào ạ? Đã là cơ chế đặc thù thì nó phải khác biệt. Và áp dụng thí điểm là nó mới, mới là áp dụng thí điểm. Dạ. Cho nên mình phải xác định cái yêu cầu đó, phải quán triệt thực hiện chủ động và phải quá trình thực hiện phải sáng tạo. Tôi đồng ý rất là cao hai cái ý kiến của anh Toàn và anh Kiên, tức là trong quá trình thực hiện phải quan tâm đến nâng cao cái chất lượng của quy hoạch và lập kế hoạch, phải quan tâm đến cái việc công khai minh bạch để tạo sự đồng thuận trong xã hội của người dân, đặc biệt là cái nhóm đối tượng mà chịu tác động của cái quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên thì cũng cần quan tâm mấy cái việc sau đây. Thứ nhất là dù cái cơ chế chính sách nó đặc thù gì đó thì cũng do con người thực hiện. Cho nên cần phải chuẩn bị tốt nhất cái tổ chức bộ máy, cái lực lượng triển khai, đặc biệt là lực lượng chuyên môn kỹ thuật để vận hành cho tốt. Chính cái việc mà chúng ta có một cái lực lượng con người tốt như thế này, quán triệt tốt mới triển khai được, có được cái sản phẩm quy hoạch tốt và tạo được cái công khai minh bạch trong người dân. Thứ hai nữa là phải tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo những cái quy hoạch tốt đó nó được thực thi đúng. Và chúng ta biết rằng triển khai ra dân thì ngay cả cái quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thẩm quyền với 6 bước hết sức là chặt chẽ, và yêu cầu đầu tiên là ngoài cái việc là nội dung báo cáo, lập kế hoạch thì phải triển khai ra người dân công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận cho người dân. Điều này rất cần thời gian, và nếu như không có một lực lượng tốt, con người tốt thì nó sẽ có cái độ trễ và nó kéo dài, trong khi thời gian thí điểm chúng ta là có hạn. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ. Rõ ràng là dù làm gì và cơ chế thuận lợi như thế nào thì chúng ta đều rất cần sự đồng thuận của các chủ thể chịu tác động, và điều đặc biệt là có tính quyết định đến thành bại của cơ chế, đó là không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải mang lại hiệu quả thiết thực. Việc phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân tổ chức, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí là vấn đề quan trọng có tính quyết định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ bằng quyết tâm cao đã và đang tận dụng cơ hội từ các cơ chế chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 45 của Quốc hội để khơi dậy tiềm năng và phát huy lợi thế của mình. Xin được cảm ơn các vị diễn giả đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, tọa đàm kỳ thứ 2 của Khơi dậy tiềm năng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm kỳ 2 với chủ đề gỡ nút thắt về quản lý quy hoạch và đất đai xin phép được khép lại. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ tiếp theo với chủ đề tạo nguồn đầu tư phát triển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.